thì sẽ chọn giới thiệu hai nhà ngoại cảm, người lĩnh vực hoạt động trong lĩnh vực khoa học. Tôi không gọi họ là nhà ngoại cảm, tôi gọi họ là những nhà khoa học trong lĩnh vực vật lý đặc biệt. Nói cách nói của giáo sư Hoàng Phương, chủ nhiệm bộ môn vật lý đại học Tổng hợp Chất Liệu. Tôi sẽ chọn giới thiệu chị Bích Hằng, mời chị lên phát biểu. Tôi là và để tạo một không khí gì đó nó linh thiêng, nó bao trùm. Chúng ta tôn vinh những nhà thơ, xin sẽ chọn mời chị. Kính thưa hai vị đại biểu có mặt trong lễ vinh danh cuộc thi thơ, Bích Hằng thì không phải là nhà thơ, cũng không phải là nhà văn, và chỉ đơn thuần làm một công việc có thể nói là hơi khác biệt so với mọi người. Còn ngoài cái việc khác biệt thì cũng như bao nhiêu người khác thôi. Nhưng đặc biệt là Bích Hằng rất là yêu thơ, yêu văn, yêu thích điện ảnh và là con sâu mọt của những cái tiểu thuyết của xa xưa. Nên là sẵn cái tâm hồn cảm thụ về thơ văn một cách sâu sắc. Bích Hằng rất là yêu thích thơ và đặc biệt là rất thích tiếp xúc với các nhà thơ. Chỉ có điều là thơ của Bích Hằng ấy, nó giống như là con cóc nhảy ra, con cóc ngồi đó rồi con cóc lại nhảy vào. Tức là đấy là thuộc về năng khiếu. Nhưng trong cái quá trình đi tìm liệt sĩ, đi vào cõi tâm linh, thì thực sự Bích Hằng đã gặp được những cái tình huống, những cái mối tình và những cái hoàn cảnh nên nhạc, nên thơ, và thậm chí còn hay hơn bất cứ một cái tiểu thuyết nào mà chúng ta đã từng đọc. Đó là những cái tiểu thuyết về những mối tình giữa cuộc sống và cõi âm, cõi dương. Và cũng có những mối tình ở nơi cõi mà chúng ta không nhìn thấy. Nó lung linh lắm, nó huyền ảo lắm, và nó cũng vô cùng là huyền bí, mà rất là khó, chúng ta khó có thể lột tả bằng những cái lời văn của những người đang sống ở trên cõi trần này. Đặc biệt là trong thời chiến tranh, cái thời mà cả nước chia ly, cả nước lên đường, không phải chỉ riêng mình em biết nhớ. Và chúng ta đã biết được Hòn Vọng Phô trong tác phẩm là ngày xưa em còn nhớ nàng Tô Thị bồng con đứng trông, thời gian đã hoài công mười thị đá, ngàn kiếp yêu âm thầm. Thế nhưng ngày nay qua những cuộc trường trinh lịch sử đất nước, và đặc biệt là cái thời điểm mà Bích Hằng được tiếp xúc trong con đường đi của mình hơn 30 năm làm tâm linh kể từ năm 1988, năm nay là 2022, thì Bích Hằng gặp được nhiều Hòn Vọng Phô lắm, gặp vô vàn nhiều. Những Hòn Vọng Phô ấy không phải ở trên đỉnh núi, những Hòn Vọng Phô ấy không phải nàng Tô Thị bồng con, mà những Hòn Vọng Phô ấy là những Hòn Vọng Phô người ta vẫn sinh sống ở cuộc đời này, nhưng trong tâm hồn đã có một tình yêu hóa đá để mà tồn tại như vĩnh cửu nên trường với những người chồng đã ngã xuống nơi chiến trường rừng xanh núi đồng, người hy sinh đất hồi sinh, máu người hóa ngọc lung linh giữa đời. Và những mối tình đấy nên nhạc nên thơ làm cho cuộc sống đẹp hơn. Và những cái mối tình ấy có lẽ chúng ta không có hoặc hiếm có hoặc ít có những cái điều kiện để chúng ta được tiếp xúc, để chúng ta được cảm nhận. Và Bích Hằng cũng đã sưu tầm được khá nhiều những lá thư thời chiến, những người thân của gia đình họ thậm chí ra đi khi không có một hình ảnh, và họ chỉ mong có một cái sợi dây liên kết rất là mong manh. Cái sợi dây liên kết đó chính là từ nét chữ của người chiến sĩ từ chiến trường gửi về, và họ mong rằng qua những cái nét chữ đấy thì các nhà ngoại cảm bằng khả năng đặc biệt của mình có thể kết nối được với những người liệt sĩ đã hy sinh để tìm lại người thân cho họ. Thực sự không biết bao nhiêu nước mắt của Bích Hằng đã rơi xuống ở trên cái nẻo đường ngày xưa là chiến tranh, và cũng không ít giọt nước mắt đã rơi xuống ở những Hòn Vọng Phô đang ở trong xóm, trong làng, rừng xanh núi thẳm ở khắp mọi miền của tổ quốc, và đặc biệt ở cả những ngõ phố và ngay tại thủ đô Hà Nội hay những thành phố lớn với những cuộc sống đang rất là tấp nập vận hành ở ngoài kia, thì đó đây những Hòn Vọng Phô trong trái tim của những người phụ nữ chờ chồng chờ con vẫn đang mọc lên,
và những hòn vọng phu ấy không phải là đá, nhưng trường tồn hơn cả đá. Bởi vì nỗi đau đấy nó sẽ dây dứt, nó sẽ mãi mãi đi theo, và nỗi đau ấy xây lắp lên thành tượng đài tổ quốc y không. Và nỗi đau đấy tạo nên dòng chữ đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ. Nỗi đau ấy lắng đọng lại trong những câu chọn nghĩa nước non vẹn tình đồng đội của những người đồng đội đi tìm đồng đội của mình. Và những nỗi đau ấy, những hòn vọng phu ấy là cái lý do để Bích Hằng suốt từ năm 18 tuổi đã lặn lội không thiếu một nơi nào. Nghe tiếng gọi là lên đường, là đi. Và đôi khi bất chấp cả cái chuyện rằng mình đi mình có thể chết đâu chứ. Mình rất có thể chết, có thể một cơn lũ bất chợt, có thể là rắn độc, có thể là những cái tai họa ở trên đường đi không thể nào lường trước được. Và trong đó chúng ta đã biết rồi, một cái đèo rất là ác liệt, là rất là hiểm nguy là cái đèo Lò Xo. Thì năm 2004, trong đợt tìm liệt sĩ Nguyễn Quốc Phùng quê ở Hoài An Bình Định, chỉ còn một tích tắc thế này thôi thì cái xe V8, Land Cruiser V8, nếu không phải là xe đó thì hôm đấy đã bay xuống vực rồi, đã bay xuống vực. Và lúc đấy thì không biết rằng là ai sẽ là người đi tìm xác cái này, và ai sẽ là người ghi lại những cái khoảnh khắc, và ai sẽ là người ghi những công trạng ấy. Bởi vậy cho nên hôm nay được mời đến câu lạc bộ thơ và được dự lễ vinh danh này, thì Bích Hằng cảm thấy rất là xúc động. Nhiều những liệt sĩ đã đọc lại cho Bích Hằng những vần thơ. Bích Hằng nhớ năm 90, trong Trường Sơn thì có một anh liệt sĩ đọc lại một vần thơ là gió rừng với tiếng chim ca mỗi chiều đổ xuống La Đà khói sương, ra đi muôn vàn chiến trường bao giờ trở lại quê hương nghĩa tình. Và một lần lên trên nghĩa trang Mai Dịch với đại tướng Võ Nguyên Giáp để thăm mộ của bác Nguyễn Thị Quang Thắng, ở khu mộ liệt sĩ Vô Danh thì có một người tình cờ họ đi đến đó để tìm cha của mình. Thế và hai cha con đã nhận ra nhau qua một bài thơ. Chắc chắn là anh Võ Điện Biên hoặc những người trong gia đình bác Giáp có lưu lại, hoặc Bích Hằng cũng đang mong muốn rằng đưa lên Facebook, lên mạng xã hội, bởi vì từ năm 1990 đến bây giờ quá lâu rồi, để tìm lại cái người đó, để xin lại anh cái bài thơ đó. Vì cái bài thơ đó mà cha con nhận ra nhau một sự rất tình cờ, hoàn toàn anh ấy chỉ đi thăm, biết là cha mình chết ở đây nhưng không biết là ngôi mộ nào, và đã nhận ra nhau khi cha đọc bài thơ từ dưới mộ lên. Bích Hằng dịch lại và con xòe cái tờ giấy ra, mẹ để lại cho một tờ giấy đã bóng vàng cái bài thơ ấy. Và tôi chỉ nhớ rằng anh ấy tên là Thực, anh tên là Thực. Và không biết sau hơn 20 năm, 30 năm rồi anh ấy ở đâu, có lẽ là sẽ phải tìm lại anh ấy để lấy lại những cái bài thơ như vậy. Hoặc là có rất nhiều những cái trường hợp khi tìm liệt sĩ, khi lấy trong tăng võng. Kính thưa các quý vị, chúng ta vẫn cứ nghĩ rằng khi đi tìm mộ thì phải xương nọ cốt kia, chúng ta phải thấy rất nhiều. Thế nhưng có những khi hình như một cái sự linh thiêng xúi dục, những xương cốt thì bị tan mục hết, nhưng chỉ một cái lá thư, một cái ảnh lại nằm trong cái bọc giấy ni lông bọc rất là kỹ thì lại không bị tan, không bị mục, và mở ra ở trong đó chữ mất chữ còn. Có những cái bài thơ các liệt sĩ để lại còn lưu lại, và qua những cái bài thơ đó thì mới nhận ra được rằng à, đây là người này quê hương ở nơi này và nơi kia, và lần gì đến theo cái con đường như vậy. Và chúng ta đang nói về văn, đang nói về thơ, thì ngay như năm 1997 khi Bích Hằng đi tìm nhà văn Nam Cao cũng vậy. Hội Nhà văn Việt Nam, và lúc đó là những người như anh Ngọc Tân trong Hội Nhà văn, rồi bác Trần Ngọc Lân, rồi một số người đã từng có tiếp xúc với nhà văn Nam Cao. Thì khi họ nghe nội dung của câu chuyện, nội dung câu chuyện của người dưới mộ nói lên, chưa
cần phải nhờ đến giáo sư Ngô Tiến Quý, thiếu tướng đang ngồi kia ạ. Chưa cần đến Viện Khoa học Hình sự Bộ Nội vụ, họ đã khẳng định rằng đây chính là năng cao. Không cần phải bất kỳ một cái thứ khoa học nào cả, mà chỉ bằng cái giao lưu tình cảm và chính bằng hành văn ngôn ngữ của người dưới mộ đang nói qua miệng của một cô bé không hề có một chút nào về văn chương và càng không có cái lý luận gì về vấn đề văn học hay nghệ thuật như thế nào. Nhưng bây giờ đang tường thuật lại những cái đó với những người bạn trong hội nhà văn và họ nói rằng đây là năng cao. Thế nhưng việc gì làm thì tất cũng phải làm thôi, thì vẫn phải khai quật lên, vẫn phải nhận dạng xem ở dưới như thế nào, và rồi vẫn phải qua xét nghiệm ADN đến cả gần một tháng trời. Khi đầy đủ các dữ liệu mới xác định rằng đấy chính xác là nhà văn năng cao. Và những cái cảm nhận đấy thì cũng đã được viết đầy đủ trong cái quyển sách viết lại về hành trình đi tìm cha của cô Trần Thị Hồng, con gái của nhà văn. Và hôm nay đến đây thì Bích Hằng cũng vì không được sự chuẩn bị cho nên là không lục ra được cái tài liệu cũ để có thể đọc cho các nhà thơ, nhà văn ở đây nghe những cái câu thơ của các liệt sĩ. Thực ra cái đầu của Bích Hằng bây giờ là gọi là giống cái máy tính memory full rồi. Ngày xưa nhớ lắm nhưng bây giờ cứ nhớ quên quên. Đấy, và đặc biệt là lại sau cái trận Covid vừa rồi thì nó lại càng trí nhớ nó càng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Không nhớ hết được. Nhưng mà những cái vần thơ vô cùng là xúc động. Và Bích Hằng vẫn ấp ủ rằng là sẽ có một cái dịp là sẽ tập hợp tất cả các cái bài thơ đó lại và cũng xin sưu tầm lại những cái gia đình thân nhân liệt sĩ đã nhờ Bích Hằng giúp và họ đã giao lưu với nhau bằng những vần thơ để xin lại để làm một cái cuốn thơ có thể nói là thơ của cõi linh hồn à, hay gì đó. Thì chắc là cái đó thì phải nhờ thêm những người mà có cái vốn từ ngữ văn chương để mà đặt một cái cuốn sách thật là có ý nghĩa. Đấy, và thậm chí có những lá thư trong cái quyển những lá thư thời chiến Việt Nam ấy thì đã sưu tầm được khá nhiều, nhưng mà trong cái số tài liệu mà Bích Hằng đang lưu trữ lại khoảng hơn 2.000 cái ảnh và cũng không dưới 500 lá thư. Đấy, thì bây giờ cũng có những lá thư chúng ta đọc chúng ta kinh khủng, tức là chúng ta không thể tưởng tượng được, không thể tưởng tượng được rằng là cái khốc liệt của chiến tranh. Và có những bức thư của những chiến sĩ viết lại, họ viết về một cơn giằng xé khi mà anh ở dưới cái hầm chữ A cùng với một cô thanh niên xung phong. Và người ta cứ như vậy, người ta tránh những làng bom đạn của mình, người ta ôm nhau hơn một ngày trời, từ đêm này qua đêm khác. Nhưng hoàn toàn không mảy may trong họ có một chút gì gợn lên rằng đây là một người con trai ôm một người con gái. Bởi vậy cho nên mới có hai câu thơ của nhà thơ Nguyễn Duy rằng: ta còn nợ những tháng ngày vụn dại, chưa đủ ranh ma hiểu cơ khát lòng em. Giá mà còn những đêm trường sơn ấy, giữa rừng già ta sẽ bắt em quay. Khi tôi gặp lại người con gái đấy ở Hà Tĩnh, tiếc rằng cô đã mất vào năm 2020. Tôi cũng không vào dự đám tang được vì dịch. Và cô nuối tiếc. Khi đi tìm mộ người liệt sĩ đấy thì cô chỉ nuối tiếc rằng sau ngày đó cô ấy không dùng đến sức mạnh. Cái sự cuồn cuộn của tuổi trẻ có khát khao không? Có chứ. Có yêu không? Có. Cháy bỏng lắm, nồng nàn lắm. Nhưng cô ấy không dám bước đi một bước xa. Giá như ngày đó cứ liều đi, cứ hư đi thì sẽ có một cái sản phẩm, biết đâu có một cái sản phẩm của anh ấy để lại cho đời. Và đến bây giờ cô ấy không phải sống cô đơn bỏ võ suốt cuộc đời với một cái hoài niệm về một mối tình với một cái anh lái xe đã từng đi qua cái khu vực Chuông Bồn và ngã ba Đồng Lộc suốt mấy năm như vậy. Và tình yêu của họ là cây tiêu màu trắng, nhìn thấy cây tiêu là thấy người yêu, và nhìn thấy ánh đèn pha là nhìn thấy người yêu. Họ chỉ như vậy thôi. Nhưng đến khi có cơ hội xuống dưới hầm nằm với nhau để tránh bom tránh đạn cả hơn 2 ngày trời thì họ lại không hề có một chút gì đó để dành riêng cho mình. Họ không hề nghĩ đến một chút gì đó là bản năng của con người trỗi dậy, ít nhất là bản năng giới tính. Nó là như vậy, họ trong sáng lắm.
và cái tình yêu nó đẹp lắm, nó thánh thiện lắm. Và đến thời buổi này chúng ta nghe thấy thì chúng ta tưởng rằng họ là những con người nó dị thường quá đi, làm gì có chuyện như vậy. Nhưng đấy là sự thật, đấy là sự thật, đấy là những cái việc nó đã diễn ra hàng ngày hàng ngày. Và tôi nghĩ rằng nếu như những nhà thơ mà chúng ta đi nghe, tiếp xúc và trực tiếp nhìn những con người như vậy thì chúng ta sẽ có những ái thơ văn rất là bất hủ. Bất hủ, tôi phải khẳng định là như vậy. Thơ nó từ tim, nó từ máu, nó từ trí tuệ và nó từ sự cảm nhận, chia sẻ vô cùng sâu sắc, chứ không phải chỉ từ cái tâm hồn bay bổng, nó không phải từ năng khiếu và cũng không phải là hẳn là chỉ là cảm xúc. Bởi vậy nên chúng ta có hàng ngàn bài thơ, có hàng vạn bài thơ, hay có hàng ngàn hàng vạn tiểu thuyết tác phẩm, hay hàng vạn bài thơ bài hát, cũng không thể nào lột tả hết được những cái đó. Bởi vậy cho nên đấy là lý do có thể các cô các chú các chị hôm nay ở đây bảo rằng xin lỗi, Bích Hằng đã được phong một cái danh hiệu đó là nữ hoàng thị phi. Thế nhưng mà ngày xưa cụ cũng chưa còn sống thì bảo rằng là nghi si điện thoại, tức là suốt ngày alo ngồi với cụ nhưng mà cứ phải cầm điện thoại trên tay và alo bên trái bên phải, từ lúc ăn thậm chí cả lúc ngủ cũng trổ dậy, đi ra chỗ này đi ra chỗ kia, điều khiển từ xa đi tìm mộ. Và cụ đặt tên là đây là Miss Di điện thoại đấy. Nhưng sau đó thì công luận này, trên cái cõi chúng ta có hai cõi, cõi trần này, cõi âm này, nhưng mà từ ngày công nghệ phát triển thì chúng ta có thêm một cõi. Đối với quý vị biết là cõi gì ạ? Cõi mạng đấy, cái cõi mạng đấy, cái cõi mạng đấy thì thú vị lắm. Nếu chỉ cõi âm, linh hồn là không hình không ảnh đúng không ạ? Linh hồn là dạng sóng và chúng ta bắt được sóng của linh hồn như một cái anten bắt sóng của tivi hay của điện thoại, thôi chúng ta cứ nghe hiểu là như vậy. Cõi trần thì chúng ta thấy nhau, chúng ta giao lưu bởi ánh mắt, chúng ta giao lưu bởi lời nói và chúng ta nhìn thấy nhau bởi hình dáng chúng ta đang đối diện nhau đây này. Nhưng cái cõi mạng nó lạ lắm, nó hư nhưng nó lại là thực, thực nhưng mà nó hư. Và ở trên cõi mạng người ta thả sức nhào nặn một con người, muốn nhào nặn thành thần vệ nữ cũng được, mà muốn nhào nặn thành một con quỷ cũng được, muốn biến con chó thành một cô công chúa, hay thậm chí biến một cô công chúa thành một con hồ ly tinh cũng được. Họ như vậy. Và rất buồn rằng cái trào lưu ấy, cái trend, bây giờ gọi là cái trend, thì nó lại có vẻ phát triển và nó lấn át. Cứ tưởng rằng trước đây tôi nghĩ rằng mình chui vào cái cõi âm, mình đã thấy nó phức tạp lắm rồi, nó vô hình vô ảnh, người thì bảo có, người thì bảo không, người bảo có thì tin bảo rằng những cái việc làm ấy rất là tốt, người bảo không có thì bảo rằng nó hoang đường, nó bịa đặt, thậm chí lại bảo là nó lừa đảo, rất là nặng nề. Tức là mỹ từ không thiếu nhưng mà những cái gọi là những cái ngôn từ nhục mạ thì nó kinh khủng vô cùng, kinh khủng vô cùng. Và cái cõi âm mình có thể thấy được, tức là và có cách để có thể giúp đỡ cho cõi âm, hỗ trợ theo tôn giáo mà họ đi theo, để những linh hồn đấy họ bớt, họ thoát khổ, thoát đau và họ có thể đi lên trên một cái cảnh giới lành, cảnh giới tươi đẹp hơn. Nhưng cái cõi mạng thì không hẳn như vậy. Và tôi mới thấy rằng cái cõi mạng này nó kinh khủng thật và nó phức tạp thật, và có lẽ là nó cứ lồ lộ ra đấy nhưng nó lại rất là bí ẩn khôn lường. Bởi vì tiếp xúc với người âm thì chỉ có một linh hồn đối thoại với mình thôi. Thế nhưng mà ở trên cõi mạng, khi có một cái điều gì đó thì vô vàn những anh hùng bàn phím và những cái đôi tay nhanh hơn cả cái não đấy, và những cái phản ứng bật ra nhanh hơn cả cái sự tư duy đấy. Và bởi vậy cho nên là họ, tôi được mệnh danh là nữ hoàng thị phi. Ok, một cái danh hiệu rất là hay. Nhưng tại sao nữ hoàng thị phi vẫn tồn tại, vẫn làm việc, vẫn bình thường và vẫn có thể hát ca rằng cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao? Chính bởi vì cái cõi vô hình kia, chính bởi vì những lý tưởng bao năm đi tiếp xúc với các linh hồn và đặc biệt là các liệt sĩ, thì mình mới thấy rằng mình quá nhỏ bé, mình chỉ như một hạt cát ở giữa đại dương thế thôi, và một giọt nước ở trong cả biển cả mênh mông, không làm những gì cả. Những cái mình đau khổ của hôm nay,
Và những cái mình chịu thiệt thòi hôm nay cũng không là cái gì so với những cái nỗi đau. Nỗi đau ngay như trong tình yêu cũng là những tình yêu đau khổ. Và những cái nỗi đau theo suốt cuộc đời, những người vợ không bao giờ được đón chồng trở về, những người con thèm một tiếng gọi bố cũng chỉ gọi qua di ảnh, và trong bàn thờ thậm chí không còn di ảnh. Những làn khói hương có bao giờ chạy thẳng đây, những làn khói hương bao giờ cũng trở thành những dấu hỏi, như một dấu hỏi trong cuộc đời này. Bao giờ tôi tìm lại được chồng tôi? Bao giờ tôi tìm lại được bố tôi? Đó, những cái dấu hỏi đấy ai trả lời? Ai sẽ là người trả lời? Và những dấu hỏi ấy cũng như những dấu hỏi về cái nỗi đau, sự mất mát, ai là người bù đắp bằng cách nào đây? Và bây giờ chúng ta mới chịu được có một chút thôi, chúng ta thấy ôi trời ơi, tôi khổ quá, tôi bất hạnh quá. Và rất nhiều người gọi điện cho Bích Hằng rằng là ôi thương cháu quá, tại sao cháu lại làm bao nhiêu việc tốt cháu lại bị như vậy, và sao tại sao cháu lại không lên tiếng, cháu không nói gì? Để Bích Hằng mới nói rằng là hãy lấy một cái sự ước lệ tương đối thôi về những cái sự mất mát hy sinh mà cháu đã tiếp xúc và những cái gì cháu đang phải chịu ngày hôm nay. Cho nên nếu có phải chịu đựng để mà làm những cái công việc giúp cho mọi người bù đắp một phần nào đó cái nỗi đau của chiến tranh thì mình phải cố gắng thế thôi. Đừng bao giờ quan tâm đến những cái năng lượng xấu ấy, và hãy hướng về phía có ánh sáng chứ đừng hướng về bóng đêm. Và hãy cảm nhận, hãy đón nhận những năng lượng tích cực chứ đừng có vơ vào những cái năng lượng xấu. Ngay như mấy ngày nay cũng ra giả, Bích Hằng có nói với chú Vũ Thiên Khanh, tức là có một cái nhân vật lên trên YouTube nói rằng Bích Hằng đi chấn điểm tất cả các nghĩa trang, vừa rồi là mời vong linh âm binh của Trung Quốc sang đây. Trời ơi, Bích Hằng mà có tài như vậy thì lập tức Bích Hằng sẽ mời các vong linh phải làm một cái động tác đối với cái người mà đang nói như vậy, lên trên nghĩa trang tuyên bố rằng nghĩa trang này hoàn toàn không còn vong linh liệt sĩ nào ở đây. Đấy, tức là họ rất là hoang tưởng, đấy là sản phẩm của những cái trí tưởng tượng hoang đường. Thế nhưng họ vẫn có thể làm được như vậy. Nhưng có một điều chú Khanh ạ, không thể để yên, bởi vì đấy là xúc phạm linh hồn liệt sĩ, xúc phạm đến chính sách thương binh liệt sĩ của nhà nước. Nhà nước xây dựng những nghĩa trang, xây dựng những đài tưởng niệm, bao nhiêu những cái đoàn quân đi tìm liệt sĩ quy tập ở nước ngoài, rồi trong nước, Lào, Campuchia và những rừng xanh núi đỏ Việt Nam đưa về nghĩa trang liệt sĩ. Thế mà bây giờ một cá nhân lại lên khẳng định rằng các liệt sĩ không về đây, các liệt sĩ không trú ngụ ở đây, lấy cái gì làm khẳng định? Nếu đụng đến một cá nhân Bích Hằng thì không sao cả, thoải mái đi, không vấn đề gì, vẫn như làm tô thị thôi, chỉ trừ khi nó đập ra nó nung vôi, chứ còn bình thường thì vẫn cứ chơi như đá và trường tồn cùng thời gian. Thế nhưng việc này là đụng chạm đến anh linh của những anh hùng liệt sĩ, đụng chạm đến chính sách của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với các liệt sĩ thì chúng ta phải lên tiếng. Tùy từng trường hợp mà chúng ta mũ ni che tay, tùy từng trường hợp mà chúng ta tử bi hỷ xả, đạo Phật cũng phải có hộ pháp kim cương. Đường Tăng đi lấy kinh cũng phải có Tôn Ngộ Không dẹp trừ yêu quái thì mình thành được chính quả. Còn nếu chúng ta cứ im lặng mãi thì không được, buộc chúng ta phải lên tiếng. Chúng ta lên tiếng để lan tỏa những cái năng lượng tốt lành, yêu thương, và đặc biệt đó là minh định sự trắng đen. Chúng ta không tranh cãi về chuyện linh hồn có hay không có, bởi vì hàng ngàn năm rồi quái vật hồn lắp nét có thật hay không vẫn là một câu hỏi lớn của cả nhân loại. Cái vấn đề linh hồn có tồn tại hay không cũng vậy, vẫn là đang một đề tài lớn mà cả nhân loại phải nghiên cứu. Bởi vậy chúng ta không nhọc công thanh minh làm gì, không nhọc công giải thích, ai cảm nhận được tới đâu thì cảm nhận. Linh hồn là gì? Đấy là chính là tâm hồn của những người có tâm. Thế thôi. Còn nếu ai mà không chấp nhận, không khẳng định hoặc là không thừa nhận sự tồn tại của linh hồn, đấy là tùy ý chí cá nhân của mỗi con người và sự cảm nhận. Chỉ khi nào đi sâu vào thì người ta mới hiểu, mới thấy. Chứ còn nếu như chúng ta chỉ nói bên ngoài, mong thuyết phục bằng lời nói thì khó lắm, rất là khó. Và một cái lý do nữa để cái thế giới của linh hồn tồn tại, nếu thế giới đó không tồn tại thì Bích Hằng cũng không thể suốt 30 tháng năm đi. Làm sao mà có thể đi đến một cái nơi mà mình chưa từng biết,
để có thể tìm ra được một bộ hải cốt. Với bao nhiêu bản đồ của Mỹ để lại này, rồi bản đồ tác chiến quân sự có đầy đủ tọa độ và số liệu ghi rõ, nhưng mà những đội quy tập có khi còn dọc cả 30 năm vẫn không thể nào tìm được, hải cốt liệt sĩ đang chôn cất ở đâu. Ngay như trong sân bay Vĩnh Long cũng vậy, năm 2010 Uy Hằng đi tìm 35 chiến sĩ đặc công hy sinh trong sân bay Vĩnh Long. Và hôm đó thì có cả Thứ trưởng Đặng Hồng Mai, có cả Tỉnh trưởng là Nguyễn Văn Thắng, Thiếu tướng này, rồi có rất là nhiều cái sự chứng kiến của các cơ quan ban ngành của tỉnh Vĩnh Long và những người thân của các liệt sĩ. Thì khi các liệt sĩ lên thì họ nhận được người trong gia đình họ nhận ra được đồng đội họ hỏi từ những kỷ niệm ngày xưa, tao đọc cho mày nghe câu thơ này, tao hát cho mày nghe bài đờn ca tài tử này trước khi ra đi vào trận đánh, rồi mày còn lấy rượu của tao mày uống, thuốc lá thì rõ ràng là tầm 16 điếu, thì tại sao lúc đưa vào tay tao chỉ còn 12? Thế thì họ nhận ra nhau, nào những người quẹo, nào những tư thắng ABC gì đó, họ nhắc nhau. Thế thì họ nhận ra, và hôm đó thì trong cái tháng 4, tháng 5, tôi nhớ mùa đấy nắng lắm, thì chúng tôi đã quy tập được 37 bộ hải cốt ở sân bay Vĩnh Long đưa về quy tập. Và Đài truyền hình Vĩnh Long cũng như là tỉnh đội Vĩnh Long tổ chức chương trình truyền hình đấy. Đấy, cho nên là buổi hôm nay là lễ vinh danh, thì Uy Hằng cũng xin thay mặt cho tất cả những người có thể nói rằng là cái vần thơ của bác vừa đặt về đồng đội, thì Uy Hằng có thể xin truyền lời cảm ơn của tất cả các liệt sĩ đến những người đã nhớ đến họ, để viết về họ và để có những cái lời thơ gửi gắm những tình cảm của mình đến đồng đội rất lòng lắm. Như là nhà văn Đắc Trung đã viết bài thơ khi đi tìm đồng đội là hối ơi đau lòng lắm, sẽ lên đưa những cái bài thơ đấy vào một tuyển tập chú Khanh ạ. Đấy, và cũng xin cảm ơn tất cả các nhà thơ chúng ta và cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia vào cái cuộc thi thơ Việt Nam và cho biết hẳn có một cơ hội đến đây để có thể giải bày được cái tâm tư và cái tình cảm cũng như là cảm nhận của mình. Và chúng ta mong rằng chúng ta sẽ có nhiều những cuộc giao lưu như thế này. Và cuộc giao lưu như thế này thì chúng ta sẽ đọc thơ của nhau cho nhau nghe, và sẽ đọc thơ của những người từ cõi bên kia cho chúng ta nghe. Xin chúc tất cả mọi người sức khỏe, hạnh phúc và cuộc sống bình an.